Rồi các bạn chú ý nhé. Trong phần bài học này thì chúng ta sẽ đi phát triển một cái project như sau. Đây là bài 2289. Chúng ta sẽ đầu tiên, bước đầu tiên các bạn làm về nó là chúng ta tạo folder của dự án BT2289. Đây là folder dự án này. Rồi ok. Trong phần này thì chắc chắn là chúng ta cứ tạo ra một cái file README. Readme.txt đây các bạn nhìn này nhé. Readme.txt phần này là đã ok. Bây giờ với cả những cái bài như thế này thì cái hướng giải quyết của cái bài này nó sẽ là gì? Trước tiên chúng ta sẽ mở cái folder đến cái cuốn sách này của chúng ta này, là localhost apache t2088a này. Đây là cái folder của dự án nhé, hiện tại chưa có gì, chúng ta sẽ bắt đầu triển khai nhé. Chú ý cho thầy là đây là cách phát triển của thầy, đặt nó không có file index các thứ, nên nhìn vào folder các bạn thấy file. Trường hợp nhiều bạn mở ra đây ấy, nó ra một cái website luôn ấy, là không xem được cấp độ folder, thì các bạn cứ nhớ tên đường dẫn ở đây mà chó vào thôi nhé. Không thầy thấy nhiều bạn sinh viên gặp trường hợp này nên thầy nhắc luôn. Còn trong trường hợp của thầy chẳng qua là thầy cố tình để như này để chọn file luôn trên này cho nó tiện, mà trong cái quá trình training thì các bạn dễ lắm. Còn trong thực tế lúc mà phát triển dự án ấy, lúc đấy các bạn ít trường hợp các bạn thấy luôn được folder này lắm, mà trong dự án thực tế khi mà deploy lên trên server ấy, nó chặn luôn, các bạn không xem được folder này đâu, bởi vì liên quan đến bảo mật nên buộc phải chặn. Thế thì trong trường hợp mà gặp cái đề này, trong đề này là các bạn sẽ có cả front end lẫn back end, có kết nối cả database. Thế thì trong trường hợp như này chúng ta sẽ làm những gì? Các bạn để ý cho thầy là bước 1 là chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình là phân tích database nhé. Cái đầu tiên là các bạn bắt buộc phải tạo cái tên cơ sở dữ liệu. Chúng ta đặt tên là B0, cái này chúng ta đặt luôn chủ với mã bài thi là 2289. Ở đây các bạn kích vào dự án này. Các bạn chọn là BT2289. Đây. Các bạn chú ý nhé, là chọn cái bảng mã này này. Nhiều bạn khá là nhiều bạn hỏi thầy là tại sao chèn chèn vào database nó lỗi phông, nó không hiển thị được nguyên nhân. Ở đây các bạn đang chọn sai bảng mã này. Các bạn chọn bảng mã này nhé. Sau đó các bạn create. Đây chính là cái database của bạn này. Đề bài tiếp theo là yêu cầu các bạn như sau, là hãy tạo ra cái database nó gồm có ID tự tăng, tiêu đề, thumbnail. Đây chúng ta sẽ tạo cái bảng ấy như thế này, nó là câu lệnh là create table product. Đây nó sẽ là int id primary key auto increment, đây là tự tăng, tiêu đề, title và trà. Các bạn nên chọn chuẩn các cái kích cỡ này nhé, nó khá là quan trọng trong lập trình web ấy. Nếu không nó ngốn tài nguyên rất là nhiều. Tiếp tục là thumbnail varchar. Thumbnail varchar các bạn nên để 500, là bởi vì cái độ dài tối đa trên một cái địa thanh địa chỉ ấy, nó cho là 500 ký tự, các bạn để như thế là được rồi. Price các bạn để kiểu dữ liệu là float và content các bạn để là long text. Kinh nghiệm của thầy cho thấy là nên dùng long text, mặc dù lý thuyết thì nên dùng là thách ấy, nhưng mà kinh nghiệm thì tốt khá là nhiều thì thấy là nên để thì là hợp lý nhé. Rồi như này là ok rồi, các bạn tìm nó vào. Hiện tại bảng này đang là bảng rỗng. Rồi xong rồi, chúng ta tiếp tục như xong. Yêu cầu thứ hai là các bạn hãy thực hiện cái quá trình là tạo ra một cái bảng product khoảng 35 bản ghi. Bước thứ hai là các bạn fetch dữ liệu này. Tùy đề bài nhé, có bài thì không cần fetch dữ liệu, bài này thì cần fetch dữ liệu. Fetch data, fetch data thì các bạn vào trực tiếp đây, các bạn nhập dữ liệu thôi. Nó ra fetch thì các bạn fetch kiểu gì cũng được, mà không không ép và phải làm cái ngõ kia. Đề này nó nêu rất là rõ nhé. Thế thì trong phần này thì ok, thế thì chúng ta sẽ fetch dữ
dữ liệu bằng cái gì? Ở đây chúng ta kiếm một cái trang bán TV Sony Bravia. Rồi chúng ta kiếm vài dòng TV. Đây, nhập dữ liệu vào này. Copy hình ảnh. Rồi thôi, nội dung thì thầy cho bừa vào đây, tạo. Rồi, ok này. Rồi, xong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 30. Rồi, 30, tổng là 31 đấy. Rồi, ok, ở đây là các bạn có tổng cộng là 31 bản ghi. Đây này, nha. Thì fake qua tiêu đề cho nó khác nhau đi để cho các bạn dễ nhìn nhé. Không, các bạn sẽ bị nhầm. Và này thì vẫn là fake thôi. Cái này các bạn không cần quá quan tâm đâu nhé. Thầy chỉ xét lại cái title một chút. Rồi ở đây là các bạn đang có nội dung chuẩn này, để tiêu đề nhìn nó khác nhau, mục đích là vậy thôi, để khi mà nhìn bài toán phân trang xem chúng ta làm đúng hay chưa hay là lại làm sai, bởi vì tiêu đề mọi thứ nội dung nó chả khác gì cả nên khó nhìn lắm, nên đoạn này chúng ta fake như này, chúng ta fake cho nó nhanh thôi. Bây giờ đi làm dữ liệu chuẩn cho cái đấu này nó mất thời gian lắm. Vậy là coi như cái bài này rồi chúng ta là đã xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu phát triển chức năng dự án. Bước 3 là đi phát triển chức năng dự án. Thì ở đây đề bài yêu cầu là tạo ra một trang product hiển thị danh sách sản phẩm, thực hiện bài toán phân trang 10 sản phẩm trên một trang, tạo một bộ lọc trên trang product này, cho phép tìm kiếm theo tiêu đề và nội dung, sử dụng like trong câu lệnh tìm kiếm. Ok, cái đấy thì tôi nghĩ là từ từ chúng ta sẽ làm được thôi. Thế thì các bạn để ý nhé, khi mà các bạn phát triển một dự án bằng thằng tức là khi mà đây bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi, đây là phát triển dự án ở đây đúng không? Vậy là khi mà các bạn phát triển một cái dự án ấy mà nó có phần kết nối về database, có kết nối đến database ấy, thì chắc chắn là các bạn cần phải đi để ý đến cái phần xây dựng, đến những cái bộ khung của một cái chương trình. Trường hợp nếu mà các bạn phần tiếp theo các bạn học là về Laravel thì đoạn đó, cái đoạn này các bạn không cần quá quan tâm nữa, bởi vì trong hệ thống của Laravel nó có sẵn hết rồi, chúng ta không phải quan tâm. Nhưng mà với những cái dự án mà các bạn phải tự code từ A đến Z như thế này này, là code thuần ấy, thì lúc đấy các bạn bắt buộc phải đi xây dựng ra một cái bộ khung chương trình. Còn đối với Laravel thì nó có sẵn khung chương trình và các bạn phải code theo cái bộ khung đó thì thầy không đề cập. Nhưng trong trường hợp là một cái dự án nó trống như này, nó không có cái gì, thì bước đầu tiên gọi là cái bước một ấy, là các bạn cần phải đi xây dựng một cái bộ khung chương trình. Cái bộ khung chương trình này nó sẽ cấu trúc cái folder dự án theo cách nào đó. Giả dụ như ở đây chúng ta sẽ cấu trúc nó có một cái folder là DB. Trong DB này này, nó sẽ có chứa một cái file cấu hình PHP này, là nó sẽ chứa các cái thông tin về cái cấu hình database và cả server đấy nha, để các bạn kết nối đến database. Và tiếp theo là các bạn tạo ra một cái folder DB helper này. Cái này nó sẽ chứa các cái thư viện thao tác
vào database. Một cái bộ tiện ích là utility.php này nó chứa những cái function cho function để xử lý. Nói tóm lại là một cái function này nó sẽ chứa các cái function hay dùng của dự án. Hầu như tất cả cái này thì trong DB trong thằng Laravel có rồi, không phải làm, nhưng mà với cái này thì chúng ta bắt buộc code về nó. Chúng ta sẽ bắt đầu đi triển khai như sau. Chúng ta sẽ có cái folder DB, mục đích của chúng ta là như sau. Và hai nữa là các bạn có cái folder dự tiêu như thế này. Đây là cái folder dự án của nó. Chúng ta sẽ đi xây dựng bộ khung quy trình trước đã. Rồi trước khi làm chúng ta cứ xây dựng bộ khung đi cho nó đỡ đau đầu. Đấy, như thế này. Và ở đây các bạn sẽ định nghĩa cái bộ khung đấy ra. Ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn là code từ A đến Z lại nhé. Còn thông thường là nó sau này nó có những cái code này nó quen rồi, đến buổi sau thì chúng ta chỉ cần copy lại thôi cho nó nhanh. Thì ở đây chúng ta sẽ define nó ra. Thì ở đây nó sẽ có cái hot này là chứa thông tin cố định của dự án và cố hot. Rồi define. Ở đây chúng ta sẽ có phần username, nó là tài khoản root này. Và password của bạn nó đang là rộng. Đây là thông tin cấu hình của cái database nó như thế nhé các bạn. Là database thằng này thì có suggestion khá là hay, tôi thấy tiện thật. PT mới nâng cấp lên bản mới khá là ngon rồi. Như này là ổn rồi. Tiếp tục là chúng ta sẽ tạo ra một cái file DB helper này chứa thông tin cấu hình các cái function hay dùng của cái thằng cơ sở dữ liệu. Ở đây các bạn dùng require one. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ viết ra các cái function mà các bạn hay dùng là hàm function sql. Trong dự án này thì thực ra là chúng ta dùng mỗi một cái function là dùng câu lệnh select thôi, nhưng thôi thì chúng ta cứ viết hết ra nhé. Đây là cái function này mặc dù không dùng trong cái dự án này đâu, nhưng mà thầy tiện hướng dẫn viết luôn. Thì cái này nó sẽ sử dụng với cái câu lệnh query là insert, update và delete. Cái này nó không trả về kết quả nhé. Mấy câu lệnh này nó không trả về kết quả nên chúng ta code cũng giống như này. Đầu tiên là các bạn mở kết nối đến database này. Nó sẽ là một cái bằng MySQL connect. Sẽ ở đây nó sẽ chứa thông tin của cái hệ thống là hot, username, password, database. Thằng này dày nó có sắc chết tốt thật đấy, phiên bản mới của nó nhìn hay dễ chịu. Rồi MySQL set cho set nó có thể sắc chết rất là tốt. Thầy mới nâng cấp lên bản mới giờ mới được trải nghiệm. Rồi sau đó là các bạn thực hiện cái quá trình là xử lý câu truy vấn query. Sẽ có là file query và nó sẽ là connection và câu lệnh của bọn em đây. Trên này chúng ta truyền cái câu lệnh truy vấn, chúng ta chỉ cần truyền truy vấn là được. Và cuối cùng là đóng kết nối database Chrome. Rồi ok. Rồi ok. Ở đây chúng ta sửa lại là gì sao? Cái này nó sẽ chạy với câu lệnh là select, dùng mỗi câu lệnh select để nó hứng và trả về dữ liệu nhé. Đoạn này thì nó khác biệt là nó sẽ lấy ra cái dữ liệu data của bạn này nhé.
Thế thì các bạn để ý cho thầy là cái dữ liệu, cái thằng data này hay nói khác nó chỉ mới là cái gì giao set đây đấy. Đây này, nó mới là gì giao set, tức là cái tập dữ liệu nó còn đang do câu chuyện truy vấn kết nối database nó trả về thôi, còn nó chưa fit dữ liệu ra đâu. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ fit dữ liệu ra. Thì ở đây là dụ thầy khai báo một cái biến data này nó chứa các dữ liệu sẽ fit ra nhé. Sau đó chúng ta sẽ trả về cho cái function này. Tất nhiên là trong bài này nếu mà hay ấy, nhiều người họ giữ nguyên cái dataset này để họ làm thì nó có thể là làm với cái dữ liệu lớn được, nhưng với cái trường hợp như này thì fit nó ra thì các bạn nên làm với dữ liệu nhỏ thôi. Và ở đây giả dụ chúng ta sẽ code như sau: MySQL fit array, các bạn rồi cái gì giao set. Cái tham số 1 là ý có muốn nói của cái chương trình này ấy, là nó sẽ thực hiện cái quá trình fit dữ liệu ra và nó lưu dữ liệu cái dữ liệu của từng mảng ấy, tức là từng cái bản ghi được fit ra nó là một mảng và nó lưu dữ liệu theo kiểu dạng key và value. Còn nếu mà các bạn đề tham số 2 là nó sẽ không lưu theo kiểu key value mà nó lưu theo kiểu index thì chúng ta khá là khó trong cái phần quản lý dữ liệu, nên thành ra cái đoạn này các bạn nên dùng tham số là 1 nhé. Nó sẽ có mấy cái tham số đấy, nhiều bạn sẽ không hiểu được là tại sao nó lại có cái số 1 này là gì, lý do nó đơn giản như thế thôi. Sau đó các bạn trả dữ liệu về là cái thằng data này. Vậy là ở thầy đây nói các rõ bạn đoạn đã số 1 đấy xong một lần nữa không thầy? Thầy nói rõ đoạn số 1 đấy thêm một lần nữa không? Đoạn số 1 đấy. Okay. Rồi đây nhá. Bản Vâng. chất ấy là cái gì giao set này này. Là khi cái đầu tiên nhá, là cái câu lệnh này của bọn em nó chạy ấy, thì nó mới trả cái câu, tức là cái câu truy vấn này nó mới trả cái dữ liệu về, và dữ liệu này vẫn là đang trỏ vào cái hệ thống của thằng database, nó chưa fit dữ liệu ra trực tiếp ra phía bên ngoài đâu. Thế thì bài toán đặt ra là để fit được dữ liệu, tức là lấy được cái dữ liệu từ trong hệ thống database thật ra và nó đưa ra một cái object trong chính cái phần lập trình chương trình ấy, thì nó dùng câu lệnh là MySQL fit array này và nó sẽ có hai tham số. Tham số đầu tiên là gì giao set, là cái do cái kết quả câu truy vấn này trả về. Còn cái tham số thứ hai này là nó sẽ có hai ở cái chỗ tham số thứ hai này, nó có mấy giá trị. Giá trị một này có nghĩa là các bạn lưu ý này, giả dụ như giống như là cái câu data set của bạn ấy nó đang trỏ về danh sách các bản ghi dữ liệu trong cái table này này đấy, nhưng mà khi các bạn thực hiện quá trình fit này ra, các bạn cho tham số 1 là lúc đấy nó sẽ đọc từng bản ghi một này, tức là mỗi một cái bản ghi một ở đây nó lấy dữ liệu trả về. Thì trong trường hợp các bạn dùng tham số 1 thì nó sẽ fit từng bản ghi này ra biến thành một mảng. Mảng đó nó sẽ dùng chính cái ID này, title, thumbnail, price, content, created as, update từ as này, này làm key, giá trị là từng cái nội dung này. Thì cái mảng đầu ra của nó là một mảng lưu theo kiểu dạng key và value, hiểu ý không? Nếu phần là này số các bạn 2 hiểu chưa? sao? Nếu là số 2 À, nghĩa là cái 2. Trong trường hợp nó là số 2 ấy, thì nó sẽ fit cái mảng này này ra theo kiểu dạng là mảng index, tức là nó không lưu lại ID này, title này nữa, mà nó hiểu ID như là số 0, title là số 1, thumbnail là số 3, price là số 4, content là số 5, created as là số 6, updated as là số 7 chẳng hạn. Thì nó fit ra, thì cái lúc mà các bạn mà fit theo kiểu số 2 thì lúc đấy nói thật là câu truy vấn của bạn không biết được là ID hay title hay thumbnail cái nào là số 1, cái nào là số 2 đâu, các bạn hiểu ý không? Thì lúc đấy nó sẽ rất khó cho việc các bạn xác định là cái dữ liệu đầu ra này này là cái nào là cái ID, cái nào là cái title, cái nào là cái thumbnail. Lúc đấy ấy, bắt buộc câu truy vấn này của bạn phải viết tường minh thứ tự trả về để nhìn vào cái thứ tự đấy để mà biết cái nào là không, cái nào là một, cái nào là hai. Nhưng lời khuyên của thầy trong lập trình là nên dùng cái một này, bởi vì các bạn lấy theo ID ấy, nó có cái hay là chúng ta không cần quan tâm đến thứ tự, cứ truyền đúng cái key của nó là nó ra đúng giá trị tương ứng rồi, các bạn hiểu ý không? Phần này ok chưa? Nghĩa là số 1 đấy là nó lấy theo cái ID ở đấy hay là thế nào? Cái số 1 đấy nó lấy đây, theo một bản và nó ấy của đây ID này. À? Cái câu truy vấn nha là số 1 ấy, thì nó dữ liệu nó sẽ trả về thành như sau này, tức là bản thân của một thằng row này là kết quả mảng của nó sẽ là như thế này, dữ liệu ở đây nó sẽ là như sau này, ID này có giá trị là bao nhiêu này, ví dụ như là 1, title đây
nếu mà PP đây title ở đây ví dụ như nó là cái thằng này này rồi thumbnail rồi. Nếu mà nó là số 1 đấy thì từng cái dữ liệu trả về nó sẽ là như thế này đây vân vân tương tự các tham số còn lại đây này. Đây là trường hợp cái tham số param 2 bằng 1, Vâng, còn hiểu. trường hợp param 2 nó bằng số 2 ấy, thì cái row của bọn em nó sẽ trả dữ liệu về theo kiểu này, này là 1 này 2 này, nó sẽ trả về theo kiểu này này. Nói trả như thế à? Nó sẽ trả về theo kiểu này Theo thì kiểu lúc mà đây. trả theo này thì thực ra là các bạn lấy dữ liệu của sẽ rất là khó kiểm soát nội dung, nhìn vậy thì hiểu chưa Rồi. Thế nếu mà số 3, nha, số 4 thì sao ạ? nó không có số 3 số 4, nó chỉ có số 1 số À. 2 thôi Vâng, nha, hiểu. nó chỉ có hai tham số giá trị này thôi. Ok. Cái như Quang Đông nói thì là nó hợp với JS, trong Java thì trong PHP thầy không dùng từ đấy, là bởi vì PHP thì cái chỗ này nó trả về là mảng key value, còn object thì lại phải khai báo object bình thường nữa, nó lại hơi dị kiểu đấy, nên thành ra còn nếu mà hiểu theo thuật ngữ của JS thì đúng như kiểu là một thì nó trả về kiểu object, hai là trả về theo kiểu dạng mảng đấy, nếu mà hiểu theo kiểu JS thì được. Rồi, về cơ bản là thư viện này là đã xong rồi. Còn bài này thì chắc chắn là không cần dùng đến cái file utility đâu. Tức là thầy cứ viết ra thôi, lát nữa dùng tới thì cho vào công thì bỏ đi. Rồi, như này là coi như xong bộ thư viện này. Và bây giờ đến phần 2 là phát triển chức năng. Ở đây chúng ta sẽ build ra cái file cố đăng. Rồi đây, và bây giờ chúng ta sẽ code cái này như thế nào? Thì bài này thì chúng ta sẽ lấy một chút về thằng bộ khung của thằng Bootstrap phát triển cho nó nhanh. Đây thì lấy tạm cái này. Chỉ một đoạn của Bootstrap đấy. Thì xóa cái khung đi. Ok, cứ xóa đi để cho nó đúng thật. Không các bạn này. Rồi đây các bạn nhìn nhé, chúng ta sẽ refresh lại trang web. Đây chúng ta kích vào trang product nhé. Trang product của các bạn đây là nó sẽ là một cái website như thế này. Nó cũng hệ trên mặt, chúng ta bỏ cái thẻ này đi, bởi vì bài này không có chữ add nên thầy bỏ đi cho gọn. Đây. Đây là cái chương trình của bạn nhé, nó sẽ có số thứ tự này, thumbnail, title, update edit và xóa ở đây chẳng hạn tùy nhé. Ở đây chúng ta chỉ cần bằng này trường thôi. Đây là một chút code về HTML chúng ta giữ lại để chúng ta phát triển. Bây giờ chúng ta sẽ phát triển nó như sau. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái gì quay one ở đây các bạn, là nhúng cái thằng này vào tv-helper.php, đây là các bạn nhúng nó vào rồi. Và bài toán đặt ra là chúng ta sẽ đổ cái data ra, vì sao thì đặt là biến sao chẳng hạn, nó chính là bằng x. Là đây. Thằng này nó hay ở chỗ là nó học được cả ở cái khóa trước đã từng gõ, thầy thấy rất là tiện này. Trước kia cái phiên bản cũ của thầy này, nó không học hết đâu. Rồi tiếp theo nữa là các bạn biết tôi chỉ có select sao from product, đây là cái database câu truy vấn của bạn, còn đây là cái kết quả của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ phin dữ liệu ra.
Rồi, sau đó là echo đó. Rồi, đây chúng ta sẽ rồi, ok. Rồi, ok, đây là được thumbnail title. Thật ra cái ngày tạo này thì các bạn nên viết thư viện nha, chứ còn cái này nó cũng kiểu này nó còn hay lắm. Đây chúng ta đổ dữ liệu ra thì ok MySQL gì sao, sao chỗ này thầy đang viết sai cái gì? MySQL query, MySQL quiz array. Này là đúng rồi, không biết cái này nó có thay đổi gì không trong phiên bản mới. Ok, chắc là để xem data page BT2289, BT2289 local host rồi. Không biết hay là phiên bản mới nó có vấn đề gì nên này chắc là vẫn mới, chắc lại có vấn đề gì. Để check xem. Có nghĩa là cái này đang không có data rồi. Ái chà, thì viết sai. Tôi chỉ có select sao form product. Ok, người viết sai thì chúng ta đây, các bạn nhìn này, đây
Trong bài này là các bạn đang đổ ra tổng cộng là 31 bản ghi. Đề bài yêu cầu chúng ta là làm bài toán phân trang là 10 sản phẩm thôi. Trên trang giả dụ ở đây thầy cho 5 sản phẩm trên trang đi. Cho nó chia để nhìn cho nó dễ trên màn hình, trên cùng một màn hình các bạn nhìn nhé. Rồi, thế thì trong trường hợp này bài toán đặt ra là bây giờ chúng ta cần phải xây dựng ra một cái ý tưởng của chương trình là cho phép thực hiện cái quá trình là đây, với cái này chúng ta cần là tạo ra một cái website cho phép chúng ta phân trang. Bài này thì dùng bài toán phân trang là số trang của nó là bằng 5 nhé. Giả dụ ở đây thầy định nghĩa cho nó một cái hằng số về mắc phết đi chẳng hạn. Page number mark để cho số trang là 5, thế định nghĩa là như này để sau này sửa một cái là nó ra được cái thông số. Giả dụ chúng ta có cái này rồi, bài toán bây giờ của chúng ta là thực hiện cái quá trình phân trang bằng cách nào. Thế thì các bạn để ý cho thầy là để làm được bài toán phân trang ấy, các bạn bắt buộc có một cái tham số truyền ở trên đằng ghép là cái page này. Các bạn đặt tên là gì cũng được, thông thường người ta sẽ đặt tên là chữ page là trang bao nhiêu, trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5 ấy, tùy nhé. Các bạn sẽ có cái page này bắt buộc phải có nhé. Thế thì ở đây các bạn có thể viết một cái hàm tiện ích. Ở đây có tiện ích này, chúng ta sẽ lấy cái page ra từ cái lấy ra một cái tham số trong bảng ghép, thì cái này chúng ta viết function để dùng cho nó hay, public function. Ở đây chúng ta sẽ gọi là ghép, các bạn chuyển kỳ vào là nó sẽ chạm được. Ở đây chúng ta viết cái này các bạn dùng cũng được không dùng được, nhưng cái này chúng ta viết thì chúng ta tái sử dụng lại nó sẽ hay hơn. Là ghép của cái kỳ trên có tồn tại hay không, trường hợp nếu nó mà tồn tại chúng ta sẽ gì hơn về cái kết quả của nó. Đây, ở đây chúng ta sẽ dịch hơn về vào rộng như này. Còn nếu như bạn nào mà không thích nó cho vào ấy mà nó để cho nó đúng cảnh với bài này thì các bạn làm theo cách này. Các bạn là khai báo page hiện tại là bao nhiêu thì cái báo cho nó đang bằng page là 1. Nếu mà nó chuẩn thì các bạn sẽ lấy page như thế này. Các bạn có thể làm theo cách này. Nếu nó không tồn tại thì nó page bằng 1, tồn tại thì nó sẽ lấy ở trên này nó ra cái số page của nó. Bài toán đặt ra là bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy ra được cái vị trí mà các bạn cần lấy của thằng này. Giả dụ như page bằng 1 các bạn sẽ lấy các cái sản phẩm là 1 2 3 4 5. Nếu mà cấp page bằng 2 các bạn sẽ lấy ra sản phẩm là 6 7 8 9 10. Page 3 là 11 12 13 14 15. Đấy, tương tự. Bài toán đặt ra là bây giờ ấy dữ liệu thì nó trả về theo thứ tự như thế này rồi. Đấy, thế thì bài toán đặt ra các bạn muốn lấy theo cái giải index là bao nhiêu thì các bạn cần phải xác định được cái vị trí bắt đầu trả về cho cái câu truy vấn đó. Thế thì ở đây các bạn sẽ phải lấy ra được cái vị trí của nó. Ở đây thì đặt nó là current index, và cái current index này nó sẽ là page trừ đi 1 nhân với page number, thì nó chính là cái số này. Đây là số trang lớn nhất, đây là cái vị trí index của nó sẽ cần lấy. Nó sẽ là bắt đầu xuất phát từ vị trí page là vị trí trừ 1 thì nó sẽ bằng 0 này. Nếu mà page bằng 1 thì nó bằng 0, page bằng 2 nó sẽ kết quả là lấy từ vị trí index là bằng 5 đấy. Ở đây chúng ta sẽ dùng hàm limit, và limit này nó sẽ là lấy vị trí như nào đây. Chúng ta có thể dùng cái biến này để cho câu truy vấn câu lệnh kia nó vào đây cho nó dễ đây. Và giá trị lấy max lớn nhất là bao nhiêu, nó sẽ chính là bằng thằng base max 5 này. Đây là cái số phần tử các bạn sẽ lấy ra là bao nhiêu nhé. Thì các bạn nhìn nhé, quan sát này, chúng ta sẽ chạy vào đây thì câu truy vấn cái key này của các bạn ở đâu này? À sorry, nó sẽ là base. Rồi chúng ta sửa lại page đây. Đây các bạn sẽ lấy này. Nếu mà trang nó bằng 2 các bạn nhìn này, nó sẽ trả về dữ liệu là 6 7 8 9 10 này. Bằng 3 này các bạn nhìn này, dữ liệu trả về là 11 12 13 14 15 này.
phòng 4 này. Đây, đây là cái ý tưởng nhé. Trước tiên là ý tưởng trước mặt đây. Đấy. Giả dụ như pet bằng 0, pet bằng 0 thì cái giá trị này nó sẽ là bằng âm. Các bạn cần phải làm một trường hợp nữa là nếu pet ở đây trường hợp mà sợ ai đấy thích tào lao mà nhỏ hơn 0 thì các bạn gán cái đây, tức là cái vị trí cư đấy. Nếu pet mà nhỏ hơn bằng 0 thì lúc này các bạn gán pet bằng 1. Nhỏ hơn bằng 0. Các bạn viết thêm này để tránh trường hợp người ta cho bừa đây này, cho bừa số 0 hay cho bừa số âm. Nó cũng sẽ bằng 1 thôi. Đây là các cái fix của chúng ta. Trường hợp mà người ta mà lại cho số âm số lẻ vào đây này thì cũng không sợ đâu, nó vẫn tự biết cách làm tròn nên không sợ đâu. Đấy, thì phần này là chúng ta đã fix xong và ở đây các bạn đã thấy ra được cái kết quả trả về là khá là ok. Ví dụ như thế này. 1.8 thì cho xem. Nó vẫn làm tròn được không? Bằng 2. Đây. Đấy. Vậy là ở qua đây các bạn thấy được rằng chúng ta đã làm được bài toán thân trạng rồi nhé. Đây là chúng ta đây, trang 20 này không có sản phẩm này. Xóa cái này đi là ra. Thế thì về lý thuyết thì giải quyết được bài toán phân trang rồi đấy. Đây này là các bạn đã xử lý xong cái ý tưởng của nó, đơn giản là các bạn sửa lại cái câu truy vấn này thôi và dựa vào cái chức năng limit là lấy từ vị trí bao nhiêu và số phần tử lớn nhất là bao nhiêu, các bạn truyền sang rồi này. Đấy là lấy bao nhiêu phần tử các bạn truyền vào, thế là xong. Mục đích của bài này của chúng ta là gì? Chúng ta cần phải viết ra được cái burgeoning ở phía bên dưới này nữa, được cái này mới là cái quan trọng. Đây, các bạn sẽ phải viết được cái burgeoning này ra. Thế thì bài toán đặt ra là để có thể viết được cái burgeoning, các bạn sẽ phải viết được là tổng số sản phẩm tồn tại là bao nhiêu. Thì các bạn bắt buộc phải viết lại câu truy vấn để đếm số phần tử trong cái này. Các bạn sẽ dùng là select count. Cái này sửa lại thành biến total from product, các bạn sửa lại cái này thế thôi và các bạn viết câu truy vấn này cho thầy là được. Ở đây đặt là biến data gì đây, ở đây các bạn sẽ có cái biến total sẽ là bằng data, nó là không, vị trí là do mảng này nó chỉ có một phần tử thôi, chúng ta sẽ lấy cái phần tử đầu tiên là không và cái key của nó chính là cái key total này, nó sẽ ra được tổng số bảng ghi nha. Và cái này các bạn sẽ đếm là được tổng số quét nó sẽ là bằng cái gì. Ở đây các bạn dùng đến câu lệnh là các bạn sẽ dùng CO là làm phần trên, là nó sẽ dùng cái total là tổng chia cho cái page number max, đây là tổng số sản phẩm trên trang, đây là số tổng tất cả sản phẩm chia cho nó thì nó sẽ ra được cái số trang trên hệ thống này sẽ cần dùng thôi nhé. Và lúc đấy sau khi xong rồi các bạn có thể vào đây các bạn kiếm cho thầy một cái phần burgeoning này, phân trang của thằng Bootstrap vào. Các bạn tìm một cái burgeoning quăng vào. Ở đây nó có cái burgeoning có sẵn. Đây. Đây là cái chức năng phân trang này. Các bạn copy cái này vào là được. Rồi ok, chúng ta quăng xuống phía bên dưới này của bài toán phân trang. Rồi chúng ta xem trước đã, sau đó chúng ta sẽ fix sau. Đây, mục đích của chúng ta là sẽ phải xây dựng phần phân trang của code thì xong rồi nhé. Giờ chúng ta chỉ viết cái phần hiển thị phân trang cho nó phù hợp thôi. Là ở đây của chúng ta là muốn xây dựng ra một cái page như thế này. Bài toán đặt ra là chúng ta cần phải xác định ra được cái số trang thật trên hệ thống này để in vào đây. Cái này thì nó chưa đúng đâu, nó đang cho hard code bừa thôi. Thế thì lúc đấy chỗ này chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ code một cái đoạn PHP ở đây để đổ ra cái số page thật sự trên hệ thống này. Là ví dụ như bài này chúng ta sẽ dùng một cái for là đô la y bằng một là tổng số trang đô la y nhỏ hơn hoặc bằng cái
number 5. Ok, đây, chúng ta xem cái biến ở trên đang làm được. Đây là tổng số trang chúng ta dùng như này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ hiển thị đó. Đấy, các bạn là chỉ cần sửa lại cái này thôi. Đấy, như thế này. Các bạn là sẽ đổ ra được. Đây, chúng ta xóa cái này đi. Các bạn đổ cái trang này. Echo. Đấy, và ở đây của các bạn sẽ cho là y. Đây, các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ ra được cái trang thật của nó đang có 7 trang. Và mục đích của đây của các bạn ấy, các bạn phải sửa đi nữa là khi kích vào từng page này để chúng ta chọn sang từng trang, chứ không phải chúng ta gõ ở trên đây, nó rất là bất tiện, người dùng họ sẽ không biết đâu, người ta chỉ có kích vào đây thôi để chuyển trang. Thế thì ở đây nó sẽ có page bằng, chúng ta sửa lại một chút ở đây y, thì lúc đấy các bạn thấy được này, cái bài toán phân trang của chúng ta sẽ rất là tiện. Một này, hai này, đây, ba này, bốn này, năm này, 6 này, 7 đấy, rất là tiện đây. Và chúng ta fix một chút là hiện nó đang ở page nào thì chúng ta cho nó highlight ở cái page đấy đi, thì chúng ta sẽ code như thế nào. Thì đây các bạn chỉ cần kiểm tra là nếu như y ở đây mà bằng với cái page, tức là nó đang trùng với cái giá trị của page nào, thì chúng ta cho active cái page đấy đi. Ở đây chúng ta sẽ sửa lại, trường hợp này không active có nghĩa là nó đang ở cái trang khác. Còn đây nó đang ở trang nào thì các bạn cho nó lên thì cho thêm cái chữ active vào là nó sẽ highlight cái trang đấy thôi. Đây, ví dụ như 4 này, 5 này, đây chúng ta sửa này. Đây, nha. Và chúng ta mong muốn là khi ấn vào nút, chúng ta đã bắt đầu nâng cấp tiếp này. Chúng ta muốn ấn previous, nó sẽ đẩy về trang trước đó, ấn vào next, nó về trang tiếp theo. Thì làm như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ gõ như sau, paste bằng. Các bạn là sửa một chút đây. Ở đây chúng ta sẽ cho nó là cái page chiều một, thế thôi, không có gì khó cả. Và tiếp tục ở đây đối với cái number page này nó sẽ là số cộng. Các bạn nhìn đấy, đây các bạn nhìn nhé, kích vào đây nó vào đây. Đấy, bài toán đặt ra là kích như thế này này, nó về trang không có, nó không hợp lý lắm. Bài toán đặt ra của chúng ta là khi nó đã về cái page 1 này thì cái previous này không tồn tại, mà về page 7 này thì cái next này không tồn tại, thì làm sao để làm được điều đó. Thế thì ở đây ấy, trong lập trình người ta sẽ code như sau, người ta sẽ kiểm tra là nếu cái page phải lớn hơn một thì chúng ta mới cho hiển thị cái dòng này lên. Đây chúng ta bắt đầu sửa, nâng cấp tiếp cái độ phức tạp của cái chương trình này lên thì nó sẽ hợp lý cho các cái dự án. Đây các bạn nhìn này, đây chúng ta sửa lại câu truy vấn chút. Đây, tương tự như thế chúng ta cũng sẽ phải làm cái này. Đối với thằng previous là nếu như page của bạn mà nhỏ hơn cái number page thì chúng ta mới cho hiển thị cái này là echo. Đây các bạn nhìn nhé, và đây này các bạn nhìn này, khi mà nó đúng như thế thì nó ẩn cái thằng kia đi thì nó không kích vào nữa để nó ra cái trang lung tung. Và chọn 7 này, nó tắt cái thằng kia đi, bật vào 4 nó xuất hiện cả hai. Thì đây là cái hay của nó là trong trường hợp chúng ta đã tự fix cái previous và next đi, không còn xuất hiện nữa. Và ở đây này, nó xuất hiện khá là ok. Rồi, chúng ta sẽ nhìn nhé. Trường hợp mà thầy tăng cái size này lên thành 50 thì như thế nào? Thì ở đây nó đang ở cái trang 3, page 3, page 1. Đây, nó có một trang duy nhất. Thế thì thông thường là trong trường hợp mà nó có một trang duy nhất thì chỉ chả ai xuất hiện cái
cái số 1 để lên highlight thì cả nó không hợp lý, nó không hay lắm. Thế thì trong trường hợp đấy các bạn có thể tự fix lại cái khối code của bạn nhé. Thì ở đây thì chúng ta có thể kiểm tra là với điều kiện là cái number page này này, tổng số trang, các bạn có thể viết thêm câu truy vấn và number page của bạn nó phải lớn hơn 1 thì mới chạy. Đấy, thêm câu truy vấn này nữa vào thì nó mất cái số 1 đi thì nó hay hơn. Đây này, trường hợp mà nó có một page thì đừng ai xuất hiện nó lên cả, nó không hay. Đây này nhé. Còn trong trường hợp mà nó ví dụ sửa lại còn 20, nó sẽ xuất hiện 20 page thì nó xuất hiện thì nó hợp lý. Đây các bạn nhìn là thì nó xuất hiện hay hơn nhé. Thì ở đây là một cái lý do để chúng ta fix cái chương trình và làm cho nó tối ưu. Vậy giờ giả dụ ở đây nó có hai trang, hai sản phẩm trên một page thôi thì chúng ta sẽ code như nào? Phần lúc nãy là chúng ta nâng cấp để xử lý được cái pagination làm sao đấy nó xuất hiện cho hợp lý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lại nâng cấp tiếp độ khó lên một chút này. Là khi các bạn thấy nhá, là cái số lượng page mà nó nhiều như thế này, giả dụ thầy phân ra mỗi page là một trang để cho nó số lượng sản phẩm nó nhiều lên ấy. Số trang nó nhiều lên thì các bạn thấy được là trong thực tế là khi cái số lượng page nó nhiều như thế này này, người ta sẽ không, thường là người ta sẽ không hiển thị hết tất cả các page lên đâu đây này, mà người ta chỉ hiển thị lên một vài page thôi, khoảng độ 2-3 page thôi, và những cái thành phần còn lại, những cái thành phần còn lại thì nó sẽ hiển thị dấu chấm nhé. Thế thì trong trường hợp như thế chúng ta sẽ code như thế nào? Thì các bạn lưu ý này, thường ở đây chúng ta sẽ định nghĩa ra những cái page mà nó sẽ xuất hiện. Ở đây thì sẽ đặt tên là những cái page available, thầy sẽ cho xuất hiện một vài page lên thôi, không cho xuất hiện hết. Đây sẽ khai báo là một mảng. Đấy, cái page đầu tiên sẽ xuất hiện nó sẽ là cái page trừ một, bản thân cái page nữa và page cộng một. Thông thường thì người ta sẽ hay hiển thị các bạn định nghĩa bao nhiêu page thì các bạn định nghĩa ra. Theo quan điểm của thầy thì bây giờ thầy sẽ chỉ hiển thị ra những cái page, thứ nhất là page trước đó, page hiện tại và page sau này nhá. Nếu mà bạn nào thích thì có thể tăng cái số page khác lên đây. Page là khoảng độ 5 page thì các bạn cho thì trừ 2, các bạn tăng lên nhé. Page cộng 2 tùy. Ở đây thì thầy đang cho chỉ có tổng là 5 page chính sẽ được xuất hiện. Những cái thằng nào bị trừ ở đây thì âm nó không ảnh hưởng gì đâu, nên các bạn cứ định nghĩa như này cho nó đơn giản nhé. Thì ở đây các bạn để ý này, thầy sẽ kiểm tra là nếu dùng cái câu lệnh là in array là nó sẽ có cái page này, nó sẽ kiểm tra cái page đấy có nằm trong cái page available không. Nếu mà nó không tồn tại ở bên trong thì cho nó continue xuất hiện đi, thì nó bỏ đi, nó không hiển thị các cái page đấy lên nữa, để cho nó đỡ dài. Thì các bạn nhìn nhé, thầy sẽ code như thế này thì nó sẽ xuất hiện là các cái page 1, 2, 3, next nhé. Thế thì bài toán đặt ra là như này là ok rồi. Thế thì trong trường hợp những cái page nó đang còn ở đây này, bao nhiêu một đống ở đây đấy, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì thông thường ở đây thầy hay dùng là hay dùng cho page trừ một thôi, với page cộng một thôi. Còn ở đây thì thầy sẽ dùng nó là thằng 5 page trừ một và cái thằng 5 page. Đây, nó sẽ ra các cái page như này. Thường là như thế này. Sau đó là ở giữa cái chỗ mà page còn quyết này, nó sẽ biến thành cái dấu chấm. Thông thường thầy sẽ làm thế. Hoặc là thầy sẽ cho thêm nữa là xuất hiện cái page 1 này nữa. Thường là sẽ cho xuất hiện bắt buộc cho cả page 1. Để tại sao? Bởi vì ở đây nếu mà nó là số 6, nó chỉ hiển thị là 5, 6, nhưng ở đây thầy muốn cho cả page 1 nữa. Page 1, page 2 nó xuất hiện nữa, nhìn nó hay. Giả dụ như thế, ở đây có thể cho thêm page 2 nữa. Nhìn cho nó linh động, hay hay tí. Thì ở giữa cái chỗ 2 và 5 này, 7 và 30 cái chỗ này này, thầy sẽ biến nó thành một cái page chấm chấm. Đấy, cho nó hay. Thì lúc đấy chúng ta sẽ code như thế nào? Đây là các bạn tự định nghĩa các cái page available nhé, tùy các bạn xem theo cái quy luật nào của các bạn thì tùy thầy xem theo cái quy luật là hiển thị hai page đầu tiên và hiển thị hai page cuối, kèm theo đó là ba page mà nó đang
đang chọn tới ấy. Đấy, page hiện tại và hai page đầu và page sau nó là bằng này page available, còn tất cả các page còn lại thì sẽ ẩn đi. Thế thì lúc đấy chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình là trường hợp như thế này, thì chúng ta sẽ bắt đầu cho hiển thị dấu chấm chấm bằng cách nào. Thì ở đây nó sẽ có một cái như sau, nó sẽ có một cái biến check. Đây là cái xem cái first đã có chưa, yes before và for. Hai biến này có nghĩa là gì? Mục đích là khi mà nó return này này thì sẽ kiểm tra là nếu như cái y mà nó đang nhỏ hơn cái space hiện tại, và đồng thời nếu như mà đang có is first mà trừ sâu, thì lúc đấy chúng ta sẽ cho nó sâu ra một cái trang này, trang chấm chấm. Và đây chúng ta xét lại is first bằng true là nó đã hiển thị rồi thì thôi không cho hiển thị nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ thay vì cái dấu này chúng ta sẽ cho thành dấu chấm chấm thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì đây các bạn nhìn, đấy nó sẽ hiển thị thành cái dấu chấm chấm này, thì nó sẽ khá là thú vị nhé. Chúng ta sẽ xóa cái này đi. Đây các bạn nhìn, nó sẽ thành biến dấu chấm chấm, tùy các bạn thích hai chấm thì hai chấm, ba chấm thì ba chấm. Đây. Đấy, tùy nhé. Để nghĩ cho ba chấm thì nhìn cho nó hay. Và cái kích của page này này thì nó sẽ sang cái gì? Thì khi kích vào cái thằng này thì thầy nghĩ là cái cách hay nhất là dùng là cho thằng page trừ 2. Bốn. Đây. Vậy là nó rất là hay. Sau đó là ở giữa này chúng ta cũng code tương tự thôi. Đây, cũng là chỗ này. Trường hợp mà y mà lại lớn hơn pet và is before chưa xuất hiện thì các bạn cũng hiển thị nó ra, thì cứ thay cái câu điều kiện này thôi là ổn đây. Đấy, đi cho vào đây này. Đấy, đây các bạn nhìn nhé, nó sẽ rất là tiện. Còn trường hợp cái này thì đề nghị là cho nó là cộng 2 thì ở phía đây các bạn nhìn này, nó sẽ ra page này. Đây. Thì khi mà các bạn phân trang theo kiểu này thì nó sẽ tiện hơn này. Đấy. Chứ nếu mà các bạn phân theo đây, nếu mà các bạn mà phân theo cái cách khác này, tức là các bạn mà phân bài này theo cái cách mà các bạn là không cho các cái page chấm chấm này thì cái số page nó hiển thị ra rất là nhiều, nó sẽ rất là bất tiện. Chính vì thế ở đây chúng ta sẽ tối ưu lại về dùng cái chấm chấm này để nó giảm cái số page đi. Thì các bạn cũng lập trình cho nó thì nó sẽ ra được một cái website khá là hoàn thiện nhé. Và ở đây giả dụ các bạn tăng page thì cho nó khác lên chút. Đấy, thì các bạn thấy được là cái page này của bạn làm như thế này, này nó sẽ khá là hay. Đây. Nhìn chung là code được hết các cái chức năng về phân trang của previous next, rồi hiển thị các cái page lên active, rồi các bạn có thể là nếu số page nhiều quá nó có thể tắt bật bớt đi nhé, nó ẩn bớt đi. Thì đây chính là một cái giải pháp cho các cái bài toán về phần phân trang. Thì cái này các bạn hoàn toàn có thể biến nó thành thư viện để dùng chung cho tất cả mọi bài tập. Thì với cái việc này thì đề nghị khá là tiện. Đây, cái này hoàn toàn có thể biến thành thư viện được nhé. Đây, code này các bạn nhúng biến thành thư viện hoàn toàn cho cái này được. Rồi, như thế này là coi như chúng ta đã xong trong cái bài toán về phần phân trang. Còn cái chức năng tìm kiếm ở trên đây nữa thì tôi nghĩ là chắc nó cũng dễ đâu nha. Thì nếu mà kết hợp với cả bài toán tìm kiếm nữa, đây tiện thầy làm luôn để cho nó thành một bài hoàn thiện giống như ở đây thì như thế nào. Là take F tìm kiếm, placeholder enter search string. Rồi các bạn nên tạo ra cái form, và với những cái dạng bài toán tìm kiếm thì các bạn nên dùng giao thức là get, không ai dùng giao thức post cả, các bạn lưu ý.
Rồi. Như này là được thôi. Các bạn có thể dùng một cái style style về Martin Stoke mời bị xem. Bạn nào thích thì có thể cho cái class phong control vào. Nhìn cho nó đẹp. Đây. Rồi, ví dụ như thầy gõ cái số 6. Và giả dụ ở đây thầy sẽ làm với cái bài toán. Đây, tìm kiếm theo tiêu đề, giả dụ như này. Đây, bây giờ sạc thì như thế nào? Ở đây chúng ta mới chưa làm phần sạc, bây giờ chúng ta sẽ code phần sạc như sau. Ở đây chúng ta hoàn toàn dùng get. Đây, các bạn có thể code cái hàm search như thế này. Đây. Nghe nghe, chúng ta bổ sung chức năng của này nhé. Đây. Và các bạn bắt buộc phải làm như sau này. Chúng ta sẽ kiểm tra được là nếu như s empty S. Đây trường hợp này nó không tồn tại tìm kiếm và trường hợp này nó tồn tại tìm kiếm thì như nào? Các bạn sửa lại câu truy vấn. Đây là câu truy vấn có tìm kiếm, câu truy vấn không có tìm kiếm. Đây các bạn biết ở đây mình đều quen. Các bạn tìm kiếm theo title line. À, như này là được rồi. Đề này yêu cầu tìm kiếm theo cái này hoặc còn ten nữa thì các bạn cho o thôi. Giả dụ bài này thì để nguyên như thế này. Đây, nếu mà đúng đề bài thì chuẩn là như này. Còn ten là đây thì để đúng đề bài đây nha. Còn câu lệnh này là câu lệnh count SQL count thì sửa lại đi để cho nó cùng vào một chỗ cho nó nhà. Đây. Câu này không có tìm kiếm. Câu này có tìm kiếm. Chúng ta cho như thế này. Rồi sau đó là các bạn sửa lại cái mệnh đề tìm kiếm ở đây một chút. Có like thì sửa lại like thôi. Không có gì cả. Đấy. Và bây giờ các bạn nhìn nhé. Sập thì đây. Select này cái là được không? Ok, cái này chúng ta nhúng thư viện của hàm tiện ích vào. Đây các bạn nhìn này. Cái space của nó cũng sẽ khác hẳn đi. Đấy, ở đây thì xem nào, số space là 5. À, viết hơi nhầm. Rồi ok, đây các bạn nhìn. SQL count, count, ok. From product, title line, or content line. Để sao lại đổi đi. 26. Ok, đổi dòng 26 thì đâu đặt lại. Có thể là câu truy vấn. Câu này thì biết có vấn đề. Ok. Còn tên like chuẩn. Đây check lại cơ hội truy vấn. Nếu không
mà nó cứ ok from của nó à, thì chúng mình đều quen trong cái chỗ này copy cái chiếu quen ok nhận diện. Rồi đây các bạn nhìn đấy, nó sẽ ra những cái thằng như thế này, bảy một cơ số 1 thì đây nó có 3 page cơ số 1 sau tìm kiếm ra đây. Ở đây thì tất nhiên là cái chỗ page này của bạn này, nó còn phải giữ lại s được nữa, chỗ này của bạn đang hoàn toàn thiếu mất s. Đây cái link page này các bạn là phải sửa thêm nữa là cái tìm kiếm, giữ lại cái tìm kiếm này được nữa thì mới chọn. Và đấy, các bạn là bắt buộc phải code thêm cái này thì mới chuẩn. Thì tất cả những cái chỗ phân trang này các bạn phải giữ lại luôn cả cái link cũ của nó thì nó mới làm bài toán phân trang chuẩn đẹp này. Một đấy đấy, nó giữ lại được thì nó sẽ hay. Thế thôi, vậy là coi như chúng ta cũng đã làm được các cái bài toán về phân trang kết hợp với tìm kiếm nhé. Rồi, xong rồi. Ở đây thì các bạn có câu hỏi gì không?